chào tất cả anh chị em và các bạn. Nhung đang ở cửa số 8 đó để chờ xe, chờ chuyến máy bay 209 bay vào trong Sài Gòn. Đấy, và đúng là đây là chuyến bay đầu tiên vào Sài Gòn sau khoảng một khoảng thời gian dài giãn cách xã hội, và Nhung cũng chưa bao giờ đi đâu. Thì hôm nay gần như là nó là chuyến khởi động. Và đúng là thực sự là quá lâu rồi mình không đi, thì lần này mình đi mình cảm giác là nó có một cái độ ý nó khá là cao, thì mình cũng cảm thấy ngại ấy. Cho đến tận đêm tối hôm qua 10:30 đêm hôm qua mà Nhung vẫn chưa có một cái động thái gì của cái sự chuẩn bị đồ. Đến 10:30 bắt đầu, lúc đấy là Hữu Long Hưng bắt đầu soạn đồ, soạn gần như là soạn lôi vali ra và soạn đồ cho vợ. Đấy. Thế và tối hôm qua thì gần như là đồ của Nhung thì toàn là do Hữu Long Hưng soạn cho thôi. Đồng chí là soạn cho Nhung hai bộ vest đen của công ty, hai áo đồng phục, một áo đồng phục cũ và một áo đồng phục mới. Đấy, và một chiếc quần liền, áo liền quần dạng giam siêu ấy, để mình có thể mặc đi ra ngoài hoặc là đi ra ngoài chơi hoặc là mặc vào buổi tối. Và một cái hai bộ giam siêu, một bộ kẻ và một bộ màu hồng. Và hình như là cũng có một bộ quần áo ngủ ở nhà và kèm theo đồ cá nhân. Thì thực ra là Hữu Long rất là chu đáo, cứ mỗi một những cái chuyến đi công tác của mình là gần như toàn Hưng sửa soạn và chuẩn bị hết cho mình đấy. Thế và đúng là trong cái cuộc sống mà mình đồng hành cùng với cả Hưng ấy thì gần như là mọi thứ là bạn Hưng, tức là mọi thứ là gần như Hưng rất là chu đáo, từ việc là đặt vé này, xong rồi check in online này, rồi mọi thứ đều làm sẵn cho mình. Và thực sự là hôm nay mình ra sân bay với một cái tâm thái rất là thoải mái, bởi vì là cũng như là đây, hành lý của Nhung đây đó, đồng chí dọn cho lựa chọn cho mình, và sau đó có hỏi mình là cái vợ để căn cước công dân ở đâu đó, thì bảo vợ đẩy hết tất cả trong cái ba lô này, có hết luôn, gọi là ba cái ba lô Doraemon. Trong đấy có tất cả mọi thứ cần thiết, là từ vé xe buýt này, từ căn cước công dân này, rồi có kẹo này, bởi vì là Nhung hay bị huyết áp thấp, có kẹo này, rồi là có sữa này, đó, mọi thứ rất là đầy đủ. Và hôm nay thì Nhung có mang theo một đấy, với một chuyến công tác thì bao giờ Nhung cũng sẽ mang theo một cái bình nước như này này, bình nước nhỏ như này. Thế nhưng mà mang một cái bình này là hôm nay sáng nay là mình Nhung mang một bình gọi là bí ngô ninh. Thì trước khi mà Nhung đi thì Nhung ninh một nồi bí ngô rất là ngon, và sau đó thì chắp ra một bát cho Hữu Long Hưng uống. Thế uống để cũng có một cái năng lượng đầu giờ sáng, nó hơi sớm rồi sợ lạnh ấy. Sau đó thì là uống thuốc bổ rồi, và buổi sáng ngày hôm nay thì Nhung ăn sáng, ăn ngô luộc này, ăn uống nước bí ngô này, bí ngô ninh này, rồi ăn một hai quả trứng chim cút lộn. Hôm trước thì Nhung mua 20 quả, thì Nhung bóc ra thì bé sữa chắc ăn được khoảng 3 quả. Thế còn lại là Nhung ăn 2 quả. Thế còn Rami thì ăn khoảng chục quả. Thế còn lại khoảng gần chục quả thì để cho Hữu Hình, cho Hữu Long Hưng ăn. Thì trước khi đi thì Nhung đã để một cái hộp ấy, bao gồm có cả trứng cút lộn này, có cả thịt thăn luộc để chuẩn bị bữa hai cho bé sữa đấy, chuẩn bị bữa hai cho bé sữa để cho Hữu Hình để lúc nào thì là sáng đợt này thì cụ tức là mẹ đẻ ra mẹ hoa là mẹ của Hưng ấy thì bị ốm, cho nên là hoa khá
khá là bận. Và do đó thì mình cũng cố gắng là làm được việc gì đó, mình sẽ cố gắng làm để cho mẹ cũng đỡ vất vả. Và sáng ngày hôm nay thì Nhung cũng đã cho bé sữa uống 3 viên canxi và uống sữa Bio Forpet rồi. Đấy là cái cữ sữa đầu tiên vào lúc 4 giờ 45 phút. Đó, Nhung dậy sớm hơn khoảng tầm, hình như là khoảng tầm 4 rưỡi là Nhung đã dậy rồi. 1 giờ đi ngủ thì tầm 4 rưỡi đã dậy rồi thì cũng chỉ ngủ được khoảng hơn 3 tiếng thôi. Đấy, đây vào đây thì mang một cái bình nước này đi. Bình nước này đi thì nước tí ngô thì đã uống hết rồi. Và vừa rồi thì mình đã lấy nước ở ngoài, nước uống tinh khiết miễn phí đây này. Ở các sân bay bây giờ thì có rất là nhiều cái khu vực mà có nước miễn phí rất là sạch sẽ và tiện lợi. Thì nhiều khi các anh chị mà ở tỉnh đi công tác thì phải có nhiều khi cũng đi công tác Sài Gòn hay đi công tác các tỉnh cũng có ý kiến là ở sân bay thì một chai nước vào cái khu vực dịch vụ như này thì một chai nước có thể lên đến mấy chục nghìn. Đấy, cho nên là những cái cây nước miễn phí này thực sự là tiện lợi. Và như thế chúng ta là quan điểm của dân tộc là nên có thừa tiền thì mình cũng không vào cái chỗ này để mua một vài cái chai nước đâu. Mặc dù là nếu mà vào thì chắc là Nhung thực thỉnh thoảng Nhung cũng vào ngồi. Nhung vào ngồi thì nếu mà vào đấy ngồi thì chắc chắn là Nhung sẽ thưởng thức cái món khác đặc sắc hơn là cái món nước tinh khiết đó. Thì vào đấy thì chắc chắn là Nhung sẽ gọi ví dụ như có lần thì Nhung gọi nước dâu dền, nước củ dền. Có lần thì Nhung gọi nước gì ạ? Sinh tố, một cái sinh tố gì đấy, hoặc là nước táo. Đấy là những cái gì đấy nó mang tính chất là nó phải mang tính chất là thưởng thức một chút. Chứ còn nếu mà chỉ vào những cái quán sang chảnh như thế này ở sân bay và chỉ để uống một chai nước lọc thì chắc là Nhung sẽ không bao giờ bỏ tiền ra. Đấy là quan điểm cá nhân của Nhung. Có thể quan điểm đó có thể đúng, có thể là chưa đúng thì cũng chúng ta cũng không soi xét, bởi vì đó cũng là quan điểm của mỗi người đó. Thì Nhung cũng chia sẻ đến anh chị một cái thông tin để đến anh chị mà muốn tiết kiệm cái khoản chi phí khi mà mình đi công tác hoặc là mình đi ra sân bay thì mình có thể tận dụng cái nước uống tinh khiết ở những cái khu cái cây nước uống như thế này đó. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn là nhà nước mình càng ngày càng có những cái khoản cải thiện nhất để làm sao cái chất lượng dịch vụ của sân bay ngày càng tốt lên. Và mình sẽ tạm dừng cái video của mình ở đây nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo của mình nha.